Liên quan đến vụ ngạt khí 6 người chết tại Bình Dương, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm an toàn tiết kiệm, nhất là việc người dân tự sử dụng máy phát điện cá nhân cho tiêu dùng điện. Công điện nêu rõ, vào sáng ngày 24 tháng 7, tại căn nhà trên đường DG15, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện bất cẩn trong nhà đóng kín. Theo mặt chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên và có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến cung ứng điện, trong đó có việc người dân sử dụng máy phát điện nhiên liệu xăng dầu tự cấp điện tiềm ẩn nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của người sử dụng và những người có liên quan. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động tính toán, dự báo nhu cầu điện, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an toàn cung cấp đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo chuẩn bị các phương án lực lượng phương tiện kịp thời ứng cứu khi có các tình huống khẩn cấp về cháy nổ do chập điện, ngạt khí. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm an toàn tiết kiệm, nhất là việc người dân tự sử dụng máy phát điện cá nhân cho tiêu dùng điện.